Sự việc 4 trẻ sinh non ở Bắc Ninh tử vong cho thấy rõ nhất hậu quả nặng nề của tình trạng nhiễm khuẩn bệnh viện. Trên thực tế, nhiễm khuẩn bệnh viện đang là một nỗi ám ảnh của ngành y tế Việt Nam. Không chỉ đe dọa sức khỏe bệnh nhi mà còn là mối nguy với tất cả người bệnh. Có không ít bệnh nhân chỉ mắc các bệnh thông thường, thậm chí là bệnh nhẹ nhưng do nhiễm khuẩn đã không qua khỏi. Và chúng tôi xin mời quý vị và các bạn đến thăm một khoa bệnh nặng, khoa hồi sức tích cực Bệnh viện Bạch Mai để thấy được nhiễm khuẩn bệnh viện nguy hiểm như thế nào. Vì là tuyến cuối nên đây là nơi tiếp nhận và điều trị cho những bệnh nhân nặng nhất. Nhiều bệnh nhân phải thở máy. Phần lớn trong số này bị nhiễm khuẩn. Tôi đang có mặt tại khoa hồi sức tích cực của Bệnh viện Bạch Mai. Vâng, sau lưng tôi là một bệnh nhân trẻ 20 tuổi bị viêm phổi nặng. Và nhìn vào bảng bệnh án như thế này thì có thể thấy là sau khi dùng rất là nhiều loại thuốc, trong đó có nhiều loại kháng sinh, thì các bác sĩ đã phải dùng đến một loại vũ khí cuối cùng, đó chính là colistin. Bị viêm phổi, bệnh nhân được chuyển lên từ Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Phúc. Do có sẵn bệnh nền, lại tiếp xúc với ống thở của máy thở, bệnh nhân đã trở thành mục tiêu tấn công của nhiều loại vi khuẩn, trong đó có vi khuẩn đa kháng thuốc, vốn vẫn tồn tại ở những khoa bệnh nặng. Colistin, loại kháng sinh hiếm hoi ở Việt Nam và trên thế giới chưa bị vi khuẩn kháng lại, được coi là kháng sinh dự trữ, thì nay đã phải mang ra sử dụng cho một người còn rất trẻ. Kháng sinh từ thế hệ 1 đến thế hệ 4 đã không còn tác dụng. Cơ hội sống của anh đang phụ thuộc vào loại kháng sinh vốn gây nhiều tác dụng phụ nguy hiểm này. Thế colistin là một trong những kháng sinh thế cuối cùng, và là chúng ta được xem nó là như là một vũ khí cuối cùng của thầy thuốc để điều trị đối với những vi khuẩn đa kháng thuốc. Thì kháng sinh này được phát hiện từ những năm 1940. Tuy nhiên trong một vài năm sử dụng, người ta thấy cái độc tính trên thận nó quá lớn, chúng ta không còn lựa chọn nào khác sau khi mà các cái vi khuẩn nó đã kháng hết các thuốc kháng sinh các bao bên em. Nhiễm khuẩn bệnh viện là những nhiễm khuẩn không xuất hiện ở bệnh nhân khi nhập viện nhưng phát triển trong quá trình lưu trú tại đây. Hai dạng chính của loại nhiễm khuẩn này là tự nhiễm và nhiễm chéo. Trong đó tự nhiễm là khi người bệnh có mầm nhiễm khuẩn trên người xuất hiện trong quá trình ở tại bệnh viện do sự thay đổi trong miễn dịch của chính bệnh nhân. Nhiễm khuẩn chéo là khi bệnh nhân tiếp xúc với các tác nhân gây bệnh mới trong thời gian ở bệnh viện, nhiễm và sau đó phát triển nhiễm trùng. Ngay cả các nguồn vi khuẩn từ ngoài bệnh viện mang vào nó khoảng 60% sinh các men beta lactama phổ rộng, tức là một loại kháng thuốc mà chúng ta vẫn dùng như các nhóm là penicillin. Tôi nói ví dụ người ta vào viện không bị các bệnh nhiễm trùng, ví dụ các bệnh tim mạch hay chúng ta phẫu thuật hay cái gì đấy, nhưng mà hiện nay một số người bị các biến chứng nhiễm trùng thì không những ở Việt Nam mà cả thế giới người ta đều gặp. Tuy nhiên nếu mà điều kiện vệ sinh của chúng ta chưa tốt ấy, thì cái nhiễm trùng nó nhiều hơn và thứ hai là nó cũng nặng hơn các nơi khác. Trong buồng bệnh cách ly này, một cụ ông nằm điều trị dài ngày ở bệnh viện tuyến tỉnh, sau đó được chuyển lên Bệnh viện Việt Đức phẫu thuật. Một hành trình dài trải qua nhiều phòng bệnh. Trong cơ thể cụ đang có loại siêu vi khuẩn kháng lại tất cả các loại kháng sinh hiện có. Colistin cũng đã được dùng từ vài ngày nay, nhưng sự sống đối với cụ đang rất mong manh.